Xin chào anh chị, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị thiết kế cái ảnh thumbnail cho cái video của mình. Với mỗi một cái ảnh thumbnail mà cho từng video một thì tôi khuyên các anh chị là nên chụp một cái ảnh riêng cho mỗi một cái video, như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn và nó sẽ ấn tượng hơn cho từng video của mình. Thì sau khi anh chị có cái ảnh đó thì anh chị sẽ sử dụng cái phần mềm mà tôi hướng dẫn sau đây để thiết kế lên cái ảnh của mình. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng phần mềm sau đây để biên tập lại nó. Thì anh chị nhìn màn hình thì sẽ thấy rằng là đây là cái ảnh mà tôi vừa mới thiết kế xong cho bạn Huệ Nguyễn Phút. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị thiết kế lại cái ảnh này. Thì cái phần mềm mà tôi sử dụng để thiết kế cái ảnh này ấy, nó là phần mềm là tên là Canva. Anh chị sử dụng cái phiên bản dành cho máy tính cũng được, mà sử dụng phiên bản dành cho là điện thoại cũng được. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng cái phiên bản dành cho máy tính. Anh chị truy cập vào cái tên miền có tên là canva.com. Còn đây là canva.com. Ở đây thì anh chị sẽ chọn cái phần tạo thiết kế thì nó có cái tên là hình thu nhỏ YouTube đây này. Anh chị click vào đây, hình thu nhỏ YouTube chưa. Ở đây thì là cái cột bên tay trái là một hàng các cái cột này, thì nó có hai cái cách lựa chọn. Một là anh chị chọn sẵn các cái theme này mà nó có ở đây, anh chị cần chỉnh sửa tên thôi. Nhưng mà theo tôi thì khuyên anh chị là hãy nên lựa chọn cái ảnh mà mình đã chụp sẵn. Hoặc thứ hai là nếu như không phải là ảnh chụp sẵn thì hãy nên là một cái background, là cái nền ấy. Cái nền là cái màu nào đó, là một màu thôi. Sau đó mình sẽ viết text, để kiểu chữ text lên, sắp xếp lại các kiểu chữ text cho là ấn tượng. Thì hãy nên cái sử dụng cách mà tôi hướng dẫn sau đây. Đầu tiên là chọn nền. Thì anh chị có thể chọn mà ấn tượng mà anh chị cảm thấy là nó bắt mắt, thu hút mắt mình nhất. Thì cái này nó theo tôi thì mình hãy nên lựa chọn các cái tông màu mà nó có cái tính kiểu màu cam này, màu đen cũng được, hoặc màu xám cũng được. Nó tùy cái ý đồ ảnh của mình, nhưng màu cam, màu đen, màu xám, hoặc là có thể là màu trắng, hoặc là hơi màu, nó hơi màu xanh cũng được. Thì ở đây ví dụ như tôi sẽ lựa chọn một cái phông nền như thế này nhé. Như ở đây ví dụ tôi chọn cái nền màu xanh thì sang đây là nó nhảy sang đây luôn. Nếu như anh chị có thể chọn thêm các cái màu mà đồng nhất ấy, màu nhất là chỉ có một màu thôi ấy, thì click vào đây thì ở đây nó có thể chọn được các cái màu khác nhau này. Ví dụ tôi để tạm một cái phông màu xám này đi, để sau đó là tôi sẽ lựa chọn ảnh cho vào đây đã. Thì cái khi mà lựa chọn cái thiết kế dành cho ảnh thumbnail này thì mặc định là cái phần mềm Canva này nó đã lựa chọn cái kích cỡ ảnh phù hợp rồi. Còn nếu như anh chị mà sử dụng ở trong cái phần mềm khác thì nó có sẽ có cái kích thước là 1280x720. Thế còn nếu như mà làm ở trên cái Canva thì nó mặc định nó đã sẵn cái kích thước như vậy rồi. Cái đầu tiên ý, nếu như anh chị chụp ảnh mà ở phía sau ấy, nó có cái nền khác, nó có rất là nhiều màu sắc hoặc rất nhiều khung cảnh mà anh chị muốn bỏ đi, chỉ lấy mỗi cái ảnh người không thôi, thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị một cách này lấy cực kỳ nhanh, không cần phải đi mất thời gian đâu. Nó chỉ mất trong khoảng tầm vài chục giây là xong rồi. Đây anh chị nhìn trên màn hình là thấy cái ảnh mà tôi ảnh gốc đây không ạ? Và bên này là cái ảnh mà tôi vừa mới ghi xong. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị nhé. Cái trang web này tên là trang remu.bg. remu.bg. Đây tôi sẽ loát lại. Thì khi anh chị vào đây thì nó sẽ hiển thị cái giao diện như thế này. Và anh chị chỉ cần ấn vào chữ select a photo này thôi. Và anh chị chọn cái đường dẫn cái ảnh mà mình đã chụp.
Đây ví dụ như là lúc tôi quay cho bạn ấy thì tôi chọn cái ảnh này. Đó, thì anh chị đợi một chút. Trên màn hình thì nó đang load này. Đây, nó đã load ra 100% này. Chỉ khoảng tầm vài chục giây là xong rồi. Đây ạ. Đó, và sau khi mà nó chạy xong ấy thì nó sẽ key cho mình rất nhanh đúng không? Đấy, sau đó chúng ta chỉ cần ấn vào cái nút download này thôi là nó đã download về rồi. Đó. Rất nhanh. Thì đây cái ảnh mà key xong nó sẽ như thế này. Bây giờ bước tiếp theo là anh chị lại truy cập lại vào cái trang Canva. Anh chị lại truy cập vào cái trang Canva và anh chị lấy cái ảnh lúc nãy để cho vào đây. Thì cái cách cho vào ấy thì anh chị nhìn sang cái cột bên tay trái này, nó có các cái cột có tên đây này. Tên nó là tên là nội dung tải lên. Nội dung tải lên, lúc nãy tôi tải nó lên đây rồi thì anh chị sẽ thấy nó ở đây rồi. Còn nếu không anh chị lại ấn vào đây, ấn vào chữ tải lên ấy, chọn cái đường dẫn là click vào thì nó sẽ lại tải lên thôi. Lúc nãy tôi tải lên rồi, tôi không tải lên nữa. Tôi sẽ chọn ở đây. Đó, thì khi nó sẽ hiển thị ở đây luôn thì anh chị có thể kéo di được này. Một tay giữ chuột trái và một tay di chuột thôi là sẽ để được đúng cái vị trí mình ưng ý. Bây giờ sau khi xong rồi thì tôi thấy cái phông nền này với cái ảnh này thì nó lại chưa nổi bật lắm. Thì bây giờ tôi sẽ chọn cái phông nền khác. Anh chị ấn vào chữ nền đây. Và chúng ta sẽ tìm cái lựa chọn khác. Chúng ta cứ kéo xuống cho đến khi chúng ta tìm thấy cái mà chúng ta ưng ý. Đây, ví dụ như tôi ưng ý cái này thì tôi sẽ click vào đây, nó sẽ hiển thị sang bên này ngay. Và bây giờ tôi sẽ kéo cái ảnh này nó to lên một chút nhá. Anh chị chỉ vào đây là kéo lên một chút là nó sẽ to này. Để cho nó to hơn. Rồi, như vậy là đã xong cái phần khung rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ phần tiếp theo là chúng ta sẽ đánh tách vào đây thôi. Tôi sẽ để cái tên của cái thumbnail này là cách ngâm rượu linh chi đúng cách. Để đánh tên thì anh chị chỉnh chuột sang đây, chọn cái chữ T, chữ văn bản và đánh vào đây. Ở đây thì có một lưu ý là các cái phông chữ mà nó có chọn sẵn ở đây thì một số phông chữ đánh tiếng Việt thì nó sẽ bị lỗi phông chữ. Chính vì thế nên là anh chị theo dõi kỹ cái phần này tôi hướng dẫn nhé. Ví dụ như tôi lựa chọn ở đây là cái phông chữ này. Tôi bấm vào đây, bên này nó sẽ hiển thị ra ngay. Anh chị nếu như không ưng cái dòng chữ nhỏ phía trên này này thì lát nữa mình sẽ để xóa đi được. Bây giờ tôi sẽ đánh trước ở dưới này. Ví dụ như là tôi sẽ đánh là cách ngâm đây, rồi tôi sẽ chọn một cái phông chữ khác tôi cho vào đây nhá. Ủa cái này nó to vậy. Rượu linh chi đi. Rồi tôi chọn cái phông chữ khác tôi cho vào đây. Nếu như nó to như thế này thì anh chị chỉ cần giảm nó cỡ chữ nhỏ xuống thôi. Ở phía trên này nó có cái cỡ chữ nhỏ này. Đó. Còn cái dòng trên này anh chị có thể xóa nó đi. Xóa nó đi. Tôi căn chỉnh lại một chút, tôi để nó chữ lại một chút cho dễ nhìn. Cái chữ cách ngâm này nó hơi to thì mình sẽ cho nó bé đi một xíu. Tôi cho cái chữ cách ngâm này nó bé đi một chút và tôi đổ nó sang một cái màu chữ khác cho dễ nhìn, thì tôi để màu cam đi. Đó. Thế còn chữ rượu linh chi này thì tôi sẽ để sang cho màu trắng cho nó có sự tương phản và dễ nhìn hơn. Rồi. Cách ngâm rượu linh chi. Còn từ đúng cách nữa. Từ đúng cách này thì là một cái từ không quá quan trọng. Vì thế tôi để cho, tôi muốn cái chữ đúng cách này nó bé thôi. Thì tôi ưng cái cung chữ này là tôi sẽ đổi lại thôi. Đúng cách. Tôi để lại sang màu này cho dễ nhìn. Chữ đúng cách này cho sang màu này đi. Theo tôi thì
để dễ nhận diện được cái video này là cái video của mình, và đặc biệt là cho người xem người ta dễ nhận diện được là đây là cái video của cái kênh của mình ấy, thì một mặt là anh chị nên để ảnh của mình trong mỗi cái thumbnail mà mình lấy làm lựa chọn cho cái video đấy. Cái thứ hai là nên để cái tên kênh của mình. Thì ở đây là kênh của bạn Huệ Nguyễn Phút này, tôi sẽ để cái tên của bạn ấy nữa ở dưới cuối màn hình này. Bằng việc là tôi sẽ copy lại cái này và tôi chỉ cần sửa tên thôi. Tôi sẽ để là Huệ Nguyễn Phút. Có thể là không giấu cũng được. Đó. Như vậy là xong rồi. Như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị xong cái cách mà... Như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị xong cái thiết kế cái một cái thumbnail rất là đơn giản và rất nhanh. Sau khi mà anh chị đã thiết kế như thế này xong rồi thì chúng ta chỉ cần căn chỉnh lại cái chữ một chút để cho nó đều và đều mắt của mình thôi. Và chúng ta sẽ ấn vào cái nút tải xuống. Và ở đây là nên lựa chọn cái đuôi của cái ảnh này là PNG và nhấn vào nút tải xuống. Và nó sẽ lưu lại cái ảnh này trên máy tính của chúng ta. Khi mà chúng ta upload cái video lên xong thì chúng ta dẫn đường link về cái ảnh mà chúng ta vừa thiết kế này để lựa chọn nó là cái ảnh thumbnail cho YouTube. Thì điều này sẽ giúp cho cái video của anh chị nó sẽ thu hút được người xem click vào cái video của mình xem nhiều hơn. Và xin chúc anh chị thành công. Nếu như anh chị có một cái điều gì chưa rõ hoặc là thiết kế nó còn vướng mắc ở đâu đó thì anh chị hãy inbox để hỏi tôi. Xin chào.